xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 14 tháng 6 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn định các kế hoạch vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo mong muốn. Người tuổi tỷ nhanh chóng hoàn thành công việc trong ngày và có nhiều thời gian để tính tới những kế hoạch phương án làm ăn tiếp theo. Tình cảm Vận trình tình cảm còn tồn tại mâu thuẫn, đào hoa dữ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm trong mối quan hệ tình cảm, thậm chí điềm báo có kẻ thứ ba xen ngang. Vào chuyện tình cảm của người tuổi tí và người ấy gây ra những xung đột gây gắt. Tài chỉnh, vận trình tài lộc chững lại, bản mệnh không cần phải quá nóng lòng vì có cố gắng thì sẽ không được bị phụ lòng. Cẩn trọng, tinh thần không ổn định và dễ bày tỏ các cảm xúc tiêu cực. Tuổi giáp tý đang ở đúng vị trí nên nỗ lực phấn đấu hết sức. Tuổi bính tý đang bỏ qua nhiều cơ hội để phát triển bản thân tuổi màu tí phương diện sức khỏe có chiều hướng xa xúc tuổi canh tý kiếm về khoản lợi nhuận kha khá, khá. tuổi nhâm tý đôi lửa chưa thật sự thấu hiểu lẫn nhau con số may mắn số 1, số 7, màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn dự báo sẽ có một vài vấn đề rắc rối và phức tạp nảy sinh bất ngờ do thói quen làm việc phá vỡ mọi nguyên tắc chuẩn mực. Điều này không may ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của cấp trên về bạn. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, nồng thắm. Tuổi Sửu độc thân có nhiều cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp trong một lần tình cờ nào đó. Bản mệnh chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà là ngay bên cạnh mình. Tài chính vận trình tài lộc có biến động, thu nhập không ổn định nhưng vẫn biết cách vùng vén chi tiêu nên không đến nỗi phải rơi vào tình trạng túng thiếu. Cẩn trọng, tự ti, khép kính và tách mình khỏi thế giới xung quanh. Tội ất sủ đối mặt với sếp và đồng nghiệp khó tính. Tội đinh sủ tốn công sức để thuyết phục và chứng minh năng lực. Tội kỷ sủ sức khỏe có dấu hiệu sa sút thấy rõ. Tội tân sủ tình cảm trột chặt do thiếu sự tình tưởng. tuổi quỷ sổ, tình cảm đo lửa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Con số may mắn số 24, số 35, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tuất. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi, còn nhấp này luôn đặt ra những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cùng với sự chăm chỉ, cầu tiến, siêng năng mà tiến độ công việc được thúc đẩy nhanh chóng, đảm bảo cho con giáp này đạt được những thành tựu ngoài sự mong đợi. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút phiền lo. Vì quá yêu nhau nên hai người thường hay để tâm tới những thay đổi cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương. May mắn là tình cảm của người tuổi này với nửa kia đủ lớn để vượt qua những thách thức ở hiện tại tài chính, vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Tử vi ngày hôm nay cho biết sự tự chủ về tài chính giúp bản mệnh nắm bắt được mọi cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Cẩn trọng, cảm giác mệt mỏi, căng thẳng bao trùm và chưa được giải quyết triệt để. Tuổi giáp dần, tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tuổi bính dân, làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuổi mậu dần, quý nhân phù trợ, mọi chuyện đều thuận lợi. Tuổi canh dần nên tập trung làm tốt công việc của mình. Tuổi nhâm dần người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân. Con số may mắn số 8, số 23, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ các kế hoạch vẫn đang diễn ra theo đúng quỹ đạo mong muốn và đem lại cho con nhấp này nữ bước điểm vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai gần. Quý nhân xuất hiện còn giúp cho người tuổi mão dễ dàng chinh phục được mục tiêu của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm nồng nàn yêu thương, lục hợp quý nhân xuất hiện, kịp thời giúp tình cảm của bản mệnh và nửa kia có thể vượt qua được những sóng gió trước mắt kẻ tiểu nhân cũng không có cơ hội lợi dụng phá hoại tình cảm của hai người. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, nếu biết nắm bắt tốt cơ hội và cũng như tận dụng tốt thời cơ thì sẽ đạt được những nguồn thu nhập như mong muốn. Cẩn trọng, tránh đưa ra quyết định vào những lúc tâm tình bất ổn, tội ất mạo, công việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tội đình mạo, học cách chia sẻ và quan tâm tới những người xung quanh. Tuổi kỷ mão, tiểu nhân đeo bám gây họa phá tài. Tuổi tân mão, nên thận trọng trong việc chi tiêu. Tuổi quý mão, tình cảm đôi lửa vô cùng thăng hoa. Con số may mắn số 1, số 5, màu sắc may mắn màu xanh thẳm, quý nhân phù trợ tuổi mùi. Năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Tử vi dự báo con giáp này sẽ đón nhiều phận may bất ngờ ngay khi bắt đầu ngày mới. Môi tỷ tương hội còn giúp cho các kế hoạch được đà tiến triển và thu gặt được những thành tựu vài vượt ngoài sự mong đợi. Tình cảm Vận trình tình cảm tương đối khởi sắc. Tuổi thình nhanh chóng hoàn thành công việc và có dư thời gian để dành cho những người thân yêu bên cạnh. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát. Tài vận tăng tiễn không ngừng, con giáp này đang có cơ hội kiếm tiền sáng rõ. Cẩn trọng, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho đi và hy sinh. Tuổi giáp thân đặt ra nhiều tham vọng cho bản thân. Tuổi bính thân, tình cảm gia đình nảy sinh không ít trục trặc. Tuổi màu thân, cứ nỗ lực rồi sẽ nhận được thành quả tương xứng. Tuổi canh thân Đôi lửa nên sắp xếp thời gian để trò chuyện. Tuổi nhâm thân Sức khỏe không được tốt như trước. Con số may mắn số 23, số 7 Màu sắc may mắn màu vàng Quý nhân phù trợ tuổi giàu 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng như ý nhờ có quý nhân nâng đỡ trên con đường công danh sự nghiệp mà bản mệnh gặp nhiều may mắn hơn cả nhưng đừng vì thế mà mất đi sự cảnh giác thận trọng trong quá trình mở rộng các mối quan hệ xã giao tình cảm vận trình tình cảm tương đối hài hòa tình cảm đủ lớn để người tuổi này bảo vệ tình yêu của mình trước những lời đồng thoại thiếu căn cớ sự chủ động hông nóng tình cảm còn giúp mối quan hệ giữa hai người ngày càng thêm khẳng khích bền chặt tài chính quản trình tài lộc bình ổn, thu nhập không quá dồi dào nhưng cũ cũng không đến nỗi phải túng thiếu. Cẩn trọng, sự cố chấp và bảo thủ có thể đưa ra những nước đi sai lầm. Tội ất tỵ gặp phải nhiều chuyện xô xẻo ngoài ý muốn. Tội đinh tỵ không nên chủ quan với tình hình sức khỏe của bản thân. Tội kỷ tỵ đừng nên bỏ lỡ cơ hội phát tài trước mắt tội tân tỵ không nên đưa ra quyết định khi đang nóng giận tội quý tỵ cái tôi quá cao dễ khiến tình cảm đổ vỡ con số may mắn số 7, số 18, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi thân 7. tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn tuổi ngọ dè và cả tinh nên không thể lường trước những hiểm họa mà kẻ tiểu nhân gieo rắc lên mình. Tuy nhiên, còn nhấp này có thể tìm tới sự hỗ trợ của những người xung quanh để khắc phục những khó khăn. Tình cảm Vận trình tình cảm Chưa như mong đợi, Còn nhấp này được khuyên nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước mọi phát ngôn của mình để tránh gây ra tổn thương cho nửa kia. Quan trọng nhất, là vẫn hạn chế cách nói năng hay đưa ra quyết định nào trong những lúc nóng giận. Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, xuất hiện không ít các bất lợi liên quan tới vấn đề thu nhập. Tiền bạc, cơ hội kiếm tiền sắp vào tay lại bị người khác cướp mất. Cẩn trọng, dễ dàng bày tỏ cơn nóng giận, bực tức, vô cỡ. Tội giáp ngọ, biết cách kiếm tiền để cải thiện thu nhập. Tội bỉnh ngọ, không được chủ quan dù ở trong tình huống nào. Tuổi mậu ngọ, công việc không có gì phải lo lắng. Tuổi canh ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác. Tuổi nhâm ngọ không thừa khi suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Con số may mắn số 7, số 24, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. nguyên nhân phù trợ tuổi mão, 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Tuổi mùi đánh mất sự tập trung thường ngày và đây cũng là nguyên nhân tạo ra nhiều sai sót trong quá trình làm việc. May mắn là bản mệnh biết cách điều chỉnh lại tinh thần nên không để tình trạng chán nản, căng thẳng, kéo dài quá lâu. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa, mối quan hệ tình cảm tiến triển nhanh chóng dễ khiến con nhấp này không tin nổi vào thực tài. Nhân duyên phận khó nói trước điều gì, duyên đến khó, cưỡng cầu. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định, công việc không thuận lợi, nhưng không ảnh hưởng tới nguồn thu nhập trong ngày nhờ có quý nhân nâng đỡ. Cẩn trọng, chủ quan hay tự tin thái quá cũng không phải là điều tốt. Tội ất môi công việc có những bước ngoặt quan trọng. Tuổi đinh mùi, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Tuổi kỷ mùi, hòa tiểu nhân đeo bám và gây ra hòa hao tài. Tuổi tân mùi, cân tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng. tội quý mùi, dễ gặp may ở phương diện tình cảm. Con số may mắn, số 8, số 15. Màu sắc may mắn, màu tím, màu vàng quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, khỏi lượng công việc nặng nề, dễ tạo cảm giác mệt mỏi, quẻ quại ở người tuổi thân. Bản mệnh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và tạo nên bước nhảy vọt đáng kể. Cấp trên ghi nhận nỗ lực của con nhấp này và không ngại dành cho bạn những lời khen có cánh. Tình cảm, phần trình tình cảm. Còn đang khác biệt, hành động vô tư của người tuổi thân giải tạo cho đối phương cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Tình cảm nên xuất phát từ sự tự nguyện, trái tim chân thành chứ không nên lấy trách nhiệm mà trói buộc lẫn nhau. Tài chính, vận trình tài lộc có chút bất ổn, tuy nhiên không có nhiều khoản phát sinh bất ngờ nên con giáp này không cần phải lo ngại nhiều tới vấn đề chi tiêu. Cẩn trọng, nghi ngờ, thiếu tự tin chỉ khiến bản thân căng thẳng. tội chấp thân, chịu tổn thương do những rạn nứt trong mối quan hệ. Tôi bính thân, gặp không ít rắc rối với người có chức quyền. Tôi màu thân, cần học cách chấp nhận những điều thất vọng. Tôi canh thân, duy trì sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực. tội nhâm thân, tình cảm lửa đòi đứng trước nhiều thách thức. Con số may mắn số 19, số màu sắc may mắn, màu nâu, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra không được thuận lợi, còn giáp này có xu hướng khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Hơn nữa, mâu thuẫn và bất đồng ý kiến với đồng nghiệp còn tạo ra môi trường làm việc thiếu thoải mái, hạn chế khả năng phát triển bản thân của người tuổi này tình cảm, vận trình tình cảm vui vẻ, hài hòa. May mắn vì tình cảm gia đình vẫn được chung hòa ở mức tốt, dù cho có lúc con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia. Người độc thân hài lòng với cuộc sống hiện tại mà chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, khả năng kiếm tiền của con giáp này luôn khiến người khác phải ganh tị. Cẩn trọng, nên giữ tâm lý vững vàng, bình thản để đối diện với những thách thức trước mắt. Tôi Ất dậu có cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi đinh dậu cố gắng giải quyết rắc rối trong một sớm một chiều. Tôi kỹ dậu gặp không ít rắc rối trong quá trình làm việc. Tôi tân dậu đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng. Tôi quỷ dậu mối quan hệ trở lại vì sự cẩn nhắc. Con số may mắn số 2, số 6 màu sắc may mắn màu hồng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tỵ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đang xen quý nhân chiếu mệnh giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành công việc của mình còn giáp này còn dư thời gian để giúp trợ hỗ trợ cho những người cần tuy nhiên việc này chẳng may lại dấy lên lòng ghen ghét đổ kỳ ở những kẻ tiểu nhân tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc như mơ tuổi tuất độc thân sau những nỗ lực đi tìm tình yêu thì cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình trái tim cô đơn bấy lâu cũng đến lúc được sửa ấm bản mệnh hãy học cách trân trọng hạnh phúc trước mắt tài chính vận trình tài lộc hanh thông bản mệnh cầu được ước thấy tiền đổ vào túi ao ao nhờ có tam hợp che chở cẩn trọng đề phòng các mối quan hệ xung quanh không phải ai cũng thật lòng đổi đại tốt với mình. Tội chấp tuất phát sinh căng thẳng trong các mối quan hệ tình cảm. Tội bính tuất vận trình thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ. Tội mậu tuất không nên thiếu quan tâm tới gia đình của mình. Tội canh tuất chuyện tình cảm gặp chút phiền muộn. Tội nhâm tuất mâu thuẫn lứa đôi ngày càng chồng chất. Con số may mắn số 8, số 75, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi dần. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Bản mệnh không kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân nên dễ nói những lời mất lòng người khác. Ngoài ra cách hành sự thiếu tế nhị còn gây kích động tiểu nhân, gián tiếp phá hoại vận trình sự nghiệp, phải bỏ ra nhiều công sức mới có được. Tình cảm Vận trình tình cảm còn nhiều vấn đề, Tử Vi cho thấy mâu thuẫn hiểu lầm giữa các cặp đôi chưa được giải quyết triệt để. Bản mệnh mặc dù có nhiều tình cảm với nửa kia nhưng lại không biết cách thể hiện, cuối cùng lại gây tổn thương cho cả hai. Tài chính, vận trình ta lọc ổn định. Sẽ có lúc con giáp này nhận ra tiền bạc không quan trọng bằng nền tảng và tri thức. Cẩn trọng, tâm trạng tiêu cực, dễ hành sự thiếu suy nghĩ do ảnh hưởng của hung tinh. Tội ất hại, vội vàng hấp tấp dễ gây sai lầm tội đinh hài đánh mất tự tin do bị nghi ngờ năng lực tội Kỷ Hợi có nguy cơ mất tiền mất của tội tân Hợi cần có kế hoạch rõ ràng để tránh mất thất thoát tội quỷ Hợi cho nên lơ là tình cảm cá nhân con số may mắn số 14 số 32 màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi sửu